Ông Triệu Tài Cao, một người Dao ở Hoành Bồ, Quảng Ninh, đã dành hơn 30 năm cuộc đời mình để gìn giữ và nhân giống cho cánh rừng lim hiếm hoi còn lại nơi đây. Nhiều người vẫn nghĩ ông là một người gan dở khi đối mặt với những lâm tặc và thế lực sẵn sàng tàn phá rừng cây để bảo vệ cánh rừng lim tự nhiên này. Là một người đã sống và gắn bó với rừng cây, là đứa con của một tộc người đã được rừng cây che chở, nuôi dưỡng, ông hiểu rõ vai trò của rừng cây để bảo vệ cộng đồng và thế hệ mai sau trước thiên nhiên khắc nghiệt. Trong cánh rừng xã Tân Dân, có một ngôi nhà nằm nép dưới đồi lim. Ngôi nhà là nơi sinh sống của gia đình ông Triệu Tài Cao. Thời gian này đã gần đến rằm tháng 7. Gia đình ông Cao làm một mâm cơm cúng trước khi vào rừng. Đây cũng là lễ cúng tổ tiên và cúng rừng truyền thống của người Dao vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm. Mấy ngày hôm nay mưa liên miên, ông Cao và những người con của mình cũng muốn vào rừng xem cây cỏ thế nào. Ngồi ở nhà mãi, nhìn mưa cũng sốt ruột. Cánh rừng lim quanh nhà ông Cao có diện tích khoảng 5 hecta. Ở đó có những cây lim đã sống hơn 50 năm, với đường kính thân từ 20 đến 30 cm. Qua những cánh rừng lim là thác nước, chảy như không bao giờ dứt, kể cả vào mùa khô. Đó cũng là bởi lý do giữ được cánh rừng lim hiếm hoi còn lại này. Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, rừng Hoành Bồ là nơi nổi tiếng với trữ lượng gỗ quý hiếm, đặc biệt là gỗ lim. Nhưng cũng trong những năm đó, nơi đây là trung tâm khai thác lớn. Những cánh rừng gỗ lim quý giá bị đốn hạ một cách triệt để. Toàn huyện Hoành Bồ có hơn 66.000 hecta rừng và đã giao 55.000 hecta rừng cho người dân quản lý, bảo vệ và trồng rừng.
nhưng người dân đã lựa chọn việc trồng keo, tre, luông vì đó là những loài cây có thu nhập nhanh hơn. Cái năm 1968, trở về chỗ thì phát nuôi trồng ngô trồng sắn, coi là rừng thì gần già thì hết sạch cả. Thế là đến năm 68, bác Hồ bảo phát động là người trồng cây, nhà già trồng cây, rồi ít 15 trồng cây, 100 người. Thế là năm 68 thì bắt đầu người ta ở dân ở đây thì trồng cây, cái bạch đàn ở chân đường, cái bên cạnh đường đi. Còn tôi thì tôi trồng cây lim, tôi bảo cây lim thì làm ở nhà bền lâu dài. Nhìn thấy rừng lim khi đó bị tàn phá kiệt quệ, những cây lim từ đường kính như cái bát đến vài người ôm bị đốn hạ không thương tiếc. Ông Triệu Tài Cao đã có quyết định khác người, giữ lại đồi lim. Cùng với đó, ông đã vào rừng tìm kiếm những cây lim nhỏ, mới mọc, mang về trồng ở quả đồi cạnh nhà, cùng với những gốc lim tự nhiên mà ông giữ lại bảo tồn. Có những lúc khó khăn, cây trồng bị chết, ông lại mày mò vào rừng nghiên cứu để tìm ra cách chăm sóc những cây lim tốt nhất. Sau này ông Cao mới đúc rút ra bài học kinh nghiệm. Cây lim là giống khó trồng, chậm lớn. Cây mọc cách xa nhau, không có tính bầy đàn. Từ đó ông tỉa những cây lim con, mang trồng ra xa những cây lim mẹ. Và cây đã không phụ công người, lớn lên từng ngày. Đến năm 92 thì nó có gần 20 năm thôi. 9, 7, 9, 20 năm thì cây lim chỉ to đường kính 20 thôi. May thay đến năm 92 thì nhà nước giao rừng cho người ta thì hết hết trồng gần nhà người ta hết trồng ngô trồng sắn rồi, toàn ót thôi. Còn tôi thì đã có rừng lim 20 phân rồi. Người ta không muốn nhận đâu, người ta bảo giao đất giao trời sẽ có cái gì đâu, mà của tôi đã có sẵn lim rồi, tôi mới nhận thêm mấy con, tôi nhận thêm là cô nhận tổng đất tổng vàng, bác Hò tổng đất tổng vàng thì đúng. Ngôi nhà của ông Triệu Tài Cao nằm giữa đồi lim, được làm từ năm 1969. Ngôi nhà có một ít gỗ lim nhặt nhạnh từ phần còn lại của rừng cây. Ông phải xuống suối gom những cây lim đã bị chặt hạ mà người ta loại bỏ không dùng. Ông lo lắng không biết rồi đây con ông, cháu ông lấy đâu ra lim để dựng nhà. Năm tháng qua đi, ngôi nhà cũng trở nên cũ kỹ, già nua và chật chội cho những thế hệ của gia đình. Và cho dù giờ đây đã có trong tay vài ba hecta rừng lim, thì ông Cao cũng không có ý định làm một căn nhà bằng gỗ lim mới, to rộng và bề thế hơn. Cả đời ông đã sống trong ngôi nhà này, một ngôi nhà được che chở, nép vào giữa những tán lim xanh. Chào hai chú. Tôi lên rừng tôi chặt tre, chặt trầm hương, tôi bán. Tôi chỉ thiếu bao nhiêu tôi làm bao nhiêu thôi, còn cái trầm cứ để đấy nó lớn dần, nó to dần ra. Càng ngày nó càng lớn thì trọng lượng càng tăng, chất lượng càng cao hả? Cái trồng đó, cái rim cũng thế. Cứ ăn cây nào chiếu thì ta chặt, cây nào sâu bệnh ta chặt bán thôi, còn cái thể đấy, cây to lớn lên
tôi chặt cây to lại có cây nhỏ đó nên chứ ăn bao nhiêu hết nó thật rồi. Tôi bảo không ăn được bao nhiêu đâu, toàn người của ai cũng thế thôi, người ngắn người ăn được bao nhiêu à, chỉ ai sẽ chăn đau này hết rồi, chỉ còn gỗ ở đây phần rừng này, của ở đây cho xã hội cho con cháu. Xã Tân Dân có khoảng 120 nóc nhà với gần 1.000 nhân khẩu sống quần tụ dưới những ngọn đồi. Những rừng cây đã gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Cánh rừng đã che chở, đã cho họ thức ăn và nguồn nước, đã cho họ gỗ, lá để làm nhà. Biết bao thế hệ đã sinh ra và lớn lên dưới tán rừng này. Thế nhưng vì lý do kinh tế, cũng như nhận thức về rừng chưa được sâu sắc, những cánh rừng nhiều tầng tán đã bị thay thế bằng những cánh rừng chỉ còn đơn độc một loài cây cho thu nhập nhanh, rừng keo. Về cái giá trị sử dụng đất, bởi vì nếu như kinh doanh đơn thuần ấy, thì là người ta sẽ trồng ra ngoài rừng ngoài đất riêng, nhưng đây đã mô hình của ông Tài Cao đã kết hợp được cái trồng dưới tán, có nghĩa là mảnh đất đã gần như được nhân đôi về giá trị sử dụng. Cái nữa là về cái giá trị về dược liệu thì nó giữ được nguyên cái tính chất của đất rừng, tính chất tự nhiên của dược liệu ngoài tự nhiên. Thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và cũng như đề án phát triển về cái dược liệu thuốc nam này. Thì cái dây dược liệu thuốc nam này thì hiện nay thì báo cáo đồng chí là cũng chỉ có mới có trên 5 hectare, và năm nay chúng tôi đang phát triển tiếp là 3 hectare nữa. Thế thì ở đây là dần dần sẽ cho bà con thấy cái lợi ích, thì người ta sẽ đầu tư vào các cái cánh rừng của họ. Thì như bước đầu tôi đã nói là sẽ thay thế dần các cái cây keo. Tôi làm theo đời Bác Hồ, vậy mà năm trong kế trắng chúng tôi trồng thế đã mấy chục năm rồi, ăn cái khá là. Còn cái liềm tôi cứ trồng lại đấy, sau này trồng vàng biển bạc. Khi ông Cao quyết định giữ lại cánh rừng lim, nhiều người bảo ông là gàn dở. Nhưng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, ông Cao lặng lẽ trồng cây. Cứ thế, năm này qua năm khác, ngót nghét cũng đã hơn 30 năm. Đến nay, diện tích rừng của ông đã lên đến 30 hectare với khoảng 3.000 cây bầu gió, trong đó gần 800 cây trên 20 năm tuổi và hơn 200 cây lim chưa kể rồi, chám, xến, táo. Giờ đây nhiều người thầm ghen tị với ông, nhiều người tiếc những cây gỗ chính tay mình đốn hạ. Gia đình ông Cao đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu để bảo vệ cánh rừng này. Trồng rừng vốn đã khó, nhưng để giữ được rừng lại càng khó khăn hơn. Trong những năm qua, ông cùng các con đều phải chia nhau để bảo vệ cánh rừng. Cách đây hơn chục năm, khi những người thợ gỗ hỏi mua lim không được, đã có những người tới cánh rừng đòi chặt phá lim với lý do đây là lim mọc tự nhiên nên không phải của nhà ông. Nhờ sự cương quyết của ông và gia đình mà những cây lim quý vẫn được bảo vệ an toàn. Đến nay nhìn rừng lim phủ xanh cả quả đồi rộng lớn, bà con đã thấu hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc ông làm.
ông chia rừng cho những người con của mình để tiện quản lý. Năm người con trai của ông đều làm nhà ở quanh mé rừng, tạo thành một vòng cung vững chắc. Con trai út của ông là trưởng thôn. Mọi người, một người trẻ yêu quý rừng, nên bà con trong vùng cũng quý mến và thường xuyên trông nom giúp đỡ cha con ông bảo vệ rừng. Bố em là cũng đã từ khi bảo vệ và đã nhận và bảo vệ rừng thì em cũng đã ý thức được cái giá trị của rừng đối với môi trường sinh thái và đối với kinh tế trong gia đình mình. Nhất đó là rừng giữ được cái không khí gọi là bảo vệ được môi trường. Và thứ hai đó là giá trị của kinh tế trong gia đình. Thứ nhất là mình có cái thu nhập từ rừng. Và mình muốn làm sao bảo vệ được rừng để nó có cái giá trị lâu dài về sau này. Cái trường hợp như là cái gia đình của nhà ông Triệu Tài Cao đây, như chúng ta đã nhìn thấy, tức là ông khi mà được giao đất giao rừng để phát triển sản xuất, thế nhưng mà ông đã có một cái tầm nhìn rất xa, ông ấy để nguyên lại cái vị trí các cái rừng tự nhiên để ông bảo tồn phát triển. Thế còn lại những cái vị trí, những cái diện tích mà ở phía dưới có thể phát triển sản xuất được thì ông đã tự lấy cây giống gió trầm như ta nhìn thấy đây, là ông về ông trồng và phát triển cho đến ngày hôm nay rồi, các cái loại cây này rất là phát triển rất tốt. Đấy. Người Dao ở Hoành Bồ, Quảng Ninh có nghề thuốc từ lâu đời, nổi tiếng với những loại lá thuốc tự nhiên phòng trị bệnh công hiệu. Những dược liệu truyền thống đó nay được chính đồng bào bảo tồn, bước đầu phát triển trở thành sản phẩm hàng hóa, đem lại những đổi thay tích cực cho đời sống của người dân. Dưới những tán rừng là những cây lá quen thuộc như sương bồ, địa khang đỏ, huyết đằng. Lá thuốc mọc trên rừng, nhưng nguồn lá thuốc tự nhiên đó không phải là vô tận. Sau một khoảng thời gian khai thác ồ ạt để bán cho những thương lái Trung Quốc, những loài cây thuốc ở Hoành Bồ cũng đã cạn kiệt dần. Hiện nay, nhiều hợp tác xã thuốc nam đã được thành lập. Bên cạnh việc chế biến, thì việc trồng cây thuốc nam cũng đặc biệt được chú ý. Nhưng như nguồn gốc nguyên thủy của những loài cây thuốc này, việc trồng trong những vườn thuốc không thể nào tốt bằng trong những cánh rừng. Khi đó những cánh rừng bán tự nhiên như rừng lim ở Tân Dân sẽ là một môi trường lý tưởng để trồng những loài cây thuốc quý này. Qua tìm hiểu của hợp tác xã chúng tôi thì cũng tìm hiểu qua một số các cái hộ gia đình có rừng nguyên sinh và dạy giữ được rừng và có được cái tìm được cái thuốc nam ở trong các cái cánh rừng nguyên sinh ấy, ví dụ như ông chỗ ông Tài Cao. Thế từ cái chỗ mô hình đấy chúng tôi đã năm 2015 chúng tôi đã đầu tư vào hợp xã và chuyển đưa với những cái giống cây thuốc của tự nhiên trên tự nhiên về để trồng tại hợp tác xã nông dược xanh Tinh Hoa. Thế thì đến nay thì chúng tôi sau qua được năm thứ hai tôi đang phát triển tốt cái mảng cây thuốc nam của đồng bào người Dao trên địa phương. Ông Triệu Tài Cao và những người con của mình cũng tự tay trồng những loại cây thuốc quý. Giờ đây ông hiểu rằng nhu cầu khai thác của con người là rất lớn. Không có tự nhiên nào có thể đáp ứng được hết. Những cánh rừng có thể cung cấp cuộc sống sung túc cho một cộng đồng dân cư giờ đây chỉ còn trong tưởng tượng. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi những loài cây thuốc quý không còn môi trường tự nhiên để sinh sôi phát triển. Ông kìa.
Dù tuổi đã cao, mê mải với những cánh rừng và cây thuốc của mình, nhưng ông Cao vẫn tự tay chăm sóc người vợ của mình lúc ốm đau, khi bệnh tật. Người vợ đã cùng ông chăm chút cho cánh rừng này. Người vợ luôn tin rằng việc ông giữ lại cánh rừng lim là sáng suốt. Ông không hề gàn dở để cùng ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nghèo túng. Bữa cơm ấm cúng của gia đình trong căn nhà gỗ giữa đồi lim, khi ngoài kia những cơn mưa tháng 7 âm lịch vẫn tiếp tục rơi, trong cái heo hút xa xôi của núi rừng. Sinh ra và trưởng thành dưới những cánh rừng, con cháu của ông Triệu Tài Cao hy vọng sẽ giữ gìn được cánh rừng độc đáo này. Tôi thì bản thân tôi nhận thấy là bây giờ là rừng là bị phá hoại rất nhiều rồi. Mà mình cũng không có khả năng để mà bảo vệ được. Nhưng được năm 1992 này, nhà nước giao cho tôi được có được 4 hecta, thì cái đấy thì những cái khu nào ấy mà mình được phép mình trồng mới thì mình trồng, còn những cái chỗ mà có cây này cây nọ ấy, tự nhiên ấy mình chăm sóc, mình phát quang tu bổ cho nó lớn lên. Tất nhiên là cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng đấy là cũng một phần để mình đóng góp vào cái rừng cây của mình. Những người dân tộc Dao ở Tân Dân, Hoành Bồ vẫn giữ được những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của mình. Và họ dạy lại cho con cháu từ những bộ trang phục truyền thống, chữ viết, những bài thơ và bài hát dân gian. Có lẽ những cánh rừng đã đóng góp rất nhiều vào không gian văn hóa này, khi mà những thế hệ con cháu người Dao sẽ tiếp tục được sinh ra và sống dưới những cánh rừng. Một khi những cánh rừng biến mất, thì đời sống của họ cũng có rất nhiều thay đổi. Vẫn lộng bé họ điều vần phiêu thảo của hình miền mặn nín siêu. Chúng hát nha. Ê ô bé họ biểu vườn chân ôi na ôi. Ô liều chỗ xin chùn na mạn phú ni. Chạy ô phiêu vầy dịa hoang dương ôi. Ê ô luôn à dùn. Ô xiêm bài xìu lấy liều. Dù rừng lim đã lớn, có thể thu hoạch, nhưng ông Triệu Tài Cao không khai thác. Ông luôn tâm niệm phải giữ lại rừng lim để giữ mạch sống núi rừng nơi đây. Sẽ không bán, dù có túng thiếu đến thế nào.
nằm dưới một thung lũng, cạnh con suối. Nhưng xã Tân Dân những năm gần đây rất ít khi bị lũ ống, lũ quét. Có thể do chính những cánh rừng này đã giang tay bảo vệ lấy xóm làng. Những đồi cây tạo ra dưỡng khí, vùng xanh cho dân cư xung quanh, cũng như giá trị cảnh quan đặc biệt cho các loài động vật sinh tồn. Nhiều người dân cũng bắt đầu nghĩ đến mô hình của ông Triệu Tài Cao. Tỉnh Quảng Ninh và huyện Hoành Bồ cũng đưa ra nhiều chính sách để khuyến khích việc phục hồi thảm rừng. Nếu người dân chuyển đổi từ trồng keo sang cây gỗ lớn, sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 15 triệu đồng một hecta một năm. Cái đàn điệu dân ca này nó đi đôi với lại cái thiên nhiên cuộc sống con người cũng như thiên nhiên của núi rừng, nó cất lên những cái tiếng hát là ca ngợi con người của dân tộc Dao và ca ngợi về cái mảnh đất con người của chúng tôi. Ở đây thì thế mạnh du lịch của xã là có cái du lịch tự nhiên thiên nhiên ấy. Thì ví dụ như là các cái thác, cái khe suối và cái thác cao rất đẹp, thì tới đây chúng tôi sẽ tổ chức lồng ghép vào đó là những cái du lịch sinh thái cũng như là du lịch văn hóa truyền thống nghề Dao. Thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là định hướng cho bà con tham gia cùng với lại chính quyền xây dựng những cái hướng tuyến du lịch thật được phát triển. Người dân của chúng ta, nhất là xã vùng cao ấy, thì có cái nhìn chung là cái nhận thức thì còn rất là hạn chế, nên là khi mà được giao rừng để mà phát triển kinh tế đấy, thì đa phần là người ta nghĩ ngay đến cái chuyện là người ta phát rừng đi để người ta trồng những cái trồng keo hoặc là trồng một loại cây khác để người ta có cái thu nhập ngay sau 4-5 năm người ta có thu nhập ngay. Thế nên là khi mà bác Cao được giao rừng nhưng mà bác ấy không phát đi để mà bác ấy giữ lại khoanh nuôi bảo vệ đến bây giờ, thì giai đoạn đầu cũng có rất là nhiều người cho rằng bác ấy không bình thường. Tại sao lại không đi phát rừng đi để mà trồng cây keo, cây quế cho nó có giá trị. Nhưng mà bác ấy vẫn quyết tâm giữ cái khu rừng đấy, không để đến ngày hôm nay. Và đến ngày hôm nay thì khẳng định được rằng là cái mô hình ấy rất là quý, và mọi người bắt đầu đến thăm và cảm nhận được cái giá trị của cái khu rừng của nhà bác Cao. Suốt hơn 30 năm gắn bó với rừng lim, dù con cái đã trưởng thành, nhưng hàng ngày ông Triệu Tài Cao vẫn vào rừng để tuần tra bảo vệ, để nhìn ngắm những cây lim giữa núi đồi. Bởi với ông, đất và rừng chính là da, là máu thịt của mình. Vì thế, ngày ngày người dân trong thôn vẫn thấy ông lụi cụi lên để bảo vệ rừng lim trên ngọn đồi xanh thẳm. Ông Triệu Tài Cao cũng không có ý định giữ cánh rừng cho riêng mình. Ông và những người con cháu của mình đang mong muốn biến cánh rừng lim thành một điểm tham quan du lịch để phát triển kinh tế bản người Dao ở nơi đây. Nhưng lần này, ông tin rằng nhiều người sẽ không còn gọi ông là người gàn giữa những đồi lim.